người nhá. Mình đang ở một địa điểm cực kỳ đẹp ở Cao Phạ. Hôm nay mình sẽ đi đứng cả cùng với mọi người. Đây là khá đông nhá. Đây là một địa điểm cực đẹp ở Cao Phạ luôn. Chào các bạn. Đây còn rất là hoang sơ. Xung quanh chỗ này đều là nước, núi, rừng. Nước đây cực kỳ trong luôn. Nó có thể có rất là nhiều cá. Đây là thác nha, đây thác gì đông nhỉ? Đây thác gì nhỉ? Đây thác Cao Phạ nhá. Bạn nhìn thấy này, kỳ hùng vĩ luôn. Ở đây ngày xưa rất là nhiều cá. Đường đi khó ạ. Nước trong các bạn. Đây chỉ là một trong những địa điểm đẹp các bạn thôi. Đến nơi các bạn ạ. Phải đi. Đây là mọi người trong đoàn nhá. Đây em gái mình. Mọi người này là người trong nhà mình thôi. Dưới kia là đường quốc lộ 32. Đây là thác nha. Anh cũng biết rồi. Thấy được cảnh hùng vĩ đây. Đứng chỗ bạn dưới đấy chụp lên thì cực kỳ đẹp luôn. Đây chim rất là nhiều. Nắm được ra của
Thứ hai rồi đó. Đây cực ngáp luôn các bạn ạ. Dù bây giờ là mùa hè rất là nóng, nhưng mà ở đây thì cực kỳ mát. Đây là đang là tháng 5. Nước ở trên vội xuống, nước này rất là sạch nên các bạn không phải lo là nó bẩn hay là gì đấy, thì nó chảy từ tận trên nguồn về. Đây, bạn Đông này đang lấy cây về nướng gà. Đây người ta làm cái khò rất đẹp. Các bạn nha, đây là sản phẩm của chúng mình nhá, gà không siêu thoát, được Khang A Đông, Khang A Dùng, Súng A Vàng và Súng A Khang. Đấy, cực kỳ siêu tuyệt vời của nướng gà luôn. Có gì các bạn lên muốn trải nhớ ghé qua địa điểm này nhá. Anh phải kể một vài lần nữa. Lên từ kia không? Hết lên từ đây lên từ kia. Nên là nó chắc không đủ đâu quá. 20, 24. Người chạy mắt ươi, chạy mở. Đó. Cái này. Cái này lên cho tao à? Không à, cái này bay lên. Ghê bay xỉu. Tao tưởng có gì. Chắc không nhìn diệt. Gửi thơm các chơi chơi các bạn ạ. Gửi thôi, lấy cái thơm với các bạn ạ. Nó to là cơm để chơi khai nó không nào. Anh Việt á? Việt đi làm. Việt người của đảng thôi. Ở trên đấy á. Đi chơi nhá. Cái hàng lên rồi. Nhớ cái gì nhỉ? Này người ta to rồi. Đông nhảy xuống kia tắm đi. Đó. Thấy được không? À. Quay rồi. Có nhiều nó yếu lắm. Nhìn thấy đâu? Yếu yếu. Đây này thế mà đây này đấy. Dễ đi lên màu đẹp quá. Cái gì hả? Quay lên đi anh. Quay rồi. Thắc là tuyệt cực kỳ luôn các bạn ạ. Đấy ở địa điểm nhảy dù đèo Cao Phạ nhá. Xung quanh đều là rừng núi, rất là còn hoang sơ luôn. Để màu nước cực kỳ mát luôn và sạch.
này ra để nó trực tiếp thôi. Đây là cầu vồng nhá, các bạn phải nhìn rõ này, nhá. Nhìn kỹ thì mình có thể nhìn thấy cầu vồng này. Đó. Rồi, đẹp luôn. Đó. Đây là một địa điểm cực đẹp để gọi có thể lên nướng gà và rồi vui chơi, có thể học với bạn bè. Nhá. Yeah.